Bạn xuất đấy, người ta ngọt nế, thằng ngày nế, dương chúc nế xa cho thầm mây một đoàn tiệt. Hay thằng ngày nế đá, lục rú xôm lực dô mê riêng tì bà muối, dô mọc bằng riêng bà. Mê riêng tì bà muối thì dương chọp sở vi bi cho mùi khả nế tay một đoàn. Cứ tì muối cứ dương dương bi FTP, hay năng tì bi dây bi mail server bà. Đã dùng configure với nâng riêng với nơi khả nông Windows Server 2012. Ta sẽ kết tới cử chia FTP nâng ạ. FTP mà bị biết File Transfer Protocol. Bà. File Transfer Protocol nâng ạ. Vì cử chia vị trí xa muối đại bình này dũng khuôn ca bình chun ai cả xa tàu vinh tàu máu rồi viên server nâng client bà. Bị pro FTP này cứ chia client server model bà. Đối dương khơi khuôn rụp này mà cứ client request the can server đồng bày access the can FTP service bà. Hay server có respond the can client vinh đài bà. FTP cứ chia service mùi đại thuê ca share folder, share file over internet. Person bởi dương trong share folder từ ai nhà nam mùi nhé. Download ai cả xa được nông folder nâng bán. Dương hạch prao prác chia FTP service bán. Và hai dương hạch đã chia username, password của bán được có open sử nhập all user của bán này. Person bạn nơi khả nông lên á, dương share folder đây click lỡ browser dương explorer tới dương share folder bạn này. Chốt bà sân chia một mẹ nơi khả nông lên thì dương thật nơi internet user nâng. Chứng bà sân chia server nâng cái setup chia FTP server dương ách pra browser có bán pra cam vị thi FTP client có bán. Đảm bởi download ai cả xa chân bí server đòi pra protocol FTP bà. Bởi vì FTP nâng cứ pra đòi mới share đi, đòi mới share ai cả xa ở kênh tàu vinh tàu màu bà. Nếu bê na đại dương trong download ai cả xa bí server đòi pra FTP, server cứ pra biệt thá get bà. Nếu bây giờ dân trong upload tới server với server nó bị bảo biệt thá put và bị bảo biệt thá put. Nhật khắp phải hai chìa thuộc sở xe website ấy chẳng nữa. Sở xe design website ấy chẳng tới. Quạt thuộc bảo bác cam vị thi mùi cứ sở xe program hay upload tới server. Sẽ xe code, cài code vào web page nâng tới upload to the server. Software để code pra nâng cứ chia FTP client. Vì bố dương ai upload, download file bị server máu đồng bấy cài xong rùa page cứ pra chia FTP dài. Và nâng cứ FTP client server. Nó bây giờ dương hosting á nâng. Cứ cái áo username password mà dương mua dày bà. Ok. Nơi khnông window nè cam vị thi FTP client cứ miên WFTP shoot FTP. Cam vị thi này cứ chia cam vị thi license bà ad free day. Bởi lời Mac cứ cam thì fetch hai dương miên cam thì mỗi tiệt xâm rạp window đấy hai free bà dương miên chia file gì lá fire FTP rồi có Dreamweaver và Dreamweaver cứ chia cam thì license rồi bỏ Adobe đấy. Có chia FTP client này và FTP Dreamweaver nâng và dương nâng unavoid đại pra file gì lá xâm rạp mê riêng rồi bỏ dường và xâm rạp mê riêng rồi bỏ dường. Chứng FTP này vì chia sở vi mùi tại thất nơi khả nông Windows Server rồi có
Linux server cả đấy và prapras xong rap padal nơi cả share folder share file over internet và FTP này trở bàn prapras port lệch mà phải mùi và prapras port lệch mà phải mùi bà ở lối dương chọc FTP hỏi thà ta FTP chia vậy nóng nhưng chỗ mà đó mail server bà tập hợp nhất cho bà chỉ thọp ra hai email bà chỉ thọp ra email chẳng ta mail server cái chia vậy mail server cái ad dây mối tiết ha chia mail transfer agent MATA bà rứ có chia mail transport agent rứ có chia mail router or internet mailer và anh ấy cứ chia mail server ấy với chia software mùi prapra xong rạp receive incoming email pi local đôi khi này rứ có pi outside network nè rứ có pi local đôi khi này nó cứ domain đôi khi này rứ có domain say đôi khi này có bạn đấy bật toa máu forward email message nóng ạ tự cắn nhẹ để tới tổ túl email message nâng và tự cắn nhẹ để tới tổ túl email message nâng và nâng cử chia này dùng một nấy mail server thả tá mail server cử chia ở vậy và chúc mail client vinh mà khả năng dùng JP mail server hay dùng ad JP mail client và mail client cứ chia software mới đại dương đầm lao nực nông computer bỏ dương prapra đầm bay ấy đầm bay tổ tool né, email né, rứ có đầm bay send email ưu thì họ miễn cảm vì thi chỉ trả được chia Thunderbird né, Microsoft Outlook Increase email outlook rico evolution này chẳng đợi bà evaluation thế này rico kmail nâng miễn cam vị thi chỉ trang tiết bà nâng miễn cam vị thi chỉ trang tiết đại chia một hết mail client bà ok cả na dùng prapra mail client này đảm bài send đảm bài receive email to để dùng tập lang cam vị thi nâng cho person bây dùng ấp trong tập lang cam vị thi nâng dùng ấp trong phở cam thi nâng chương ách phở web mail bản và chương ách phở web mail bản đảm bài tập lang web mail được không server đó dùng miền sofia sầm rap tập lang web mail chờ đối khnề đấy chờ đối khnề và ưu tiên họ mail enable sầm rạp Windows Server nơi khả Windows Server rồi bỏ dưỡng nâng implement mail server và dưỡng nâng implement mail server rồi bỏ dưỡng và bà xin chỉ dưỡng phở OpenSoft dưỡng ạch phở Square Mail rứ có round cube và rứ có round cube nơi bây ra để dưỡng lọc cho mail server tới để access tạm dạng web browser này đảm bài send receive email đòi mình prapra cam vị thi thằng on y tế chứng dừng ad prapra chia là cái web mail mình chúng ta dừng tự access email đảm bài send email nở lỡ computer nhà nam mà nhé mình mang chỉ computer bao nhiêu ngày chứng dừng ad access tam giác web mail bạn phổ dừng bà send thì dừng prapra chia là cái mail client ní cứ viên này thay dùng download dùng tới cả download email tặng hot cho không computer nâng đại dùng access tới cán mail server nâng tại bộ sân bởi dùng access tam browser tam dạng web mail nâng dùng ở trong mạch download tê đốt dùng bộ xe gmail nâng access tới cán gmail yahoo mail ấy chuyện đám nâng nâng hãy cứ dùng browser web mail bộ sân bởi dùng trong access the can mail client đối với này đại pra email account đó bởi gmail rồi có yahoo có bạn này và đối khi này còn một cái khó khăn như trong tháng
mail client via nâng download message cho computer dương thẳng inbox ấy nâng send item ấy nâng cứ store nâng không computer bỏ dương thẳng tại bỏ dương browse webmail ở đây vì ở store nâng lớp computer dương thề cứ vì store nâng không server thẳng strong mà chẳng xâm rạp mê riêng bỏ dương dương nâng unwatt tờ lớp mail enable xâm rạp Windows server 2012ប្រភេទ mail server បាទតកណាយើង set up mail server យើងត្រូវគិតអំពី3ចំណុចណាគឺ protocol ចំនួន3ទី1គឺ SMTP ទី2 POP3 និងទី3 IMAP ណាយើងនឹងមើល detail អំពី protocol ទាំង3ហ្នឹងណាខ្ញុំរៀបរាប់សង្ខេបថា SMTP គឺជា protocol មួយដែលសរសេរពាក្យពេញគឺ Simple Mail Transfer Protocol វាជា service សម្រាប់ទទួលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាទ send email ចេញទៅក្រៅ outgoing mail server បាទអនុញ្ញាតឲ្យយើង send email ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងបើសិនបើយើង send email ចេញទៅក្រៅអត់បានទេមានន័យថាយើងមានបញ្ហាទៅលើ SMTP ហើយណានឹងមួយទៀតសម្រាប់ POP3 មកពីពាក្យ Post Office Protocol Version 3បាទ Protocol POP3 និង IMAP គឺជា Protocol សម្រាប់ទទួល Email ទទួល Email ដូចគ្នាតែអពីនឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹង protocol សម្រាប់ send គឺ SMTP សម្រាប់ receive POP3 ឬក៏ IMAP បើសិនជា mail client របស់យើងយើង set up ជា IMAP យើងមិនអាចប្រើ POP3 ទេបើយើងប្រើ POP3 យើងមិនអាចប្រើ IMAP ទេបាទ email តែមួយមិនអាចប្រើ POP3 ផង IMAP ផងនៅក្នុង computer តែមួយបាននោះទេបាទHow mail servers work បាទតើនៅពេលដែលយើង send email ទៅវិញទៅមកណាតើ mail server និង mail client វាដំណើរការយ៉ាងម៉េចវាបញ្ជូនទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទយើងមើលថាតើ client ណា send email ដែលមាន addressbuntha@sst-cambodia.com send email ទៅអ្នកណាមួយអ្នកណាមួយចឹងទៅតើពេល click send ណាវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល click send វានឹងបញ្ជូនមក outgoing server បាទ outgoing server វានឹងប្រើប្រាស់ SMTP ឬក៏ message submission agent MSA protocol ដែលវាធ្វើការបញ្ជូន message ចេញពី computer របស់យើងទៅកាន់ server ទៅកាន់ server នៅពេលដែលមកដល់ server ហើយនៅពេលដែលមកដល់ server ហើយវានឹងទៅធ្វើការ check មើលថាតើនៅក្នុង server ហ្នឹងមាន record ឈ្មោះថា Buntha នឹងដែរឬទេនេះឈ្មោះនឹងដែរទេមានដែរអត់បើមានវានឹង accept request របស់យើងហើយ forward message របស់យើងបន្តទៅកាន់ address ណាដែលយើងចង់ send ទៅបើសិនជាអត់មានទេណាយើងនឹងទទួលបាន message មកថា email នឹង invalid ហើយយើងមិនអាចប្រើ email នឹងបានអីឬក៏ message អីណាផ្សេងទៀតចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការនៃការ send email ពី client ទៅកាន់ server ទៅកហើយហើយ server forward ទៅកាន់ client ណាមួយទៀតឬក៏ server ណាមួយទៀតបាទយើងនឹងមើល step ចំនួន6 step ដែលមាននៅក្នុង slide នេះថាតើការ send email ពី email ណាក៏ដោយមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវា process តាមណាខ្លះវាទៅតាមដំណាក់កាលណាខ្លះបាទឥឡូវនេះយើងកលេចទៅមើលការ send និង receive email server 1
đại nơi khăn ông ưu tiêu hò này vì anh đừng miên phiếp ca miên phiếp nghi sưu đấy đám bay ấy đám bay ấy dựng đăng ẩm phí concept này ca send email nâng receive email và chẳng step tặng ốc miên trầm nôn phẳng mùi đại khi ông lợi cho mà bằng hán step tí mùi bọn tuốc bì dường sọ xê mà sẽ hỏi nế dường nâng hit enter rư có hit send button click send button no mail client nơi khổng computer bỏ dường đài pra Outlook Express rư có webmail rư có ấy cả đó chia webmail cả đó chia web chia mail client cả đó vì nâng connect từ căn domain rồi bỏ dường domain rồi bỏ dường mình này thám ạch bỏ dường pra at gmail.com domain rồi bỏ dường cứ gmail.com này và bỏ dường at yahoo.com domain rồi bỏ dường cứ yahoo.com này và chúng bởi nhóm pra chỉ sst-cambodia.com chúng domain nó cứ sst-cambodia.com này và chúng ta bố việc connect được cán domain local sân né? Domain local sân và hai việc thà this server can be named many things mà server nó mình là ai chmua ai có ba này và mình thà ai chmua example ai cho chúng gmail ai cho chúng ai dùng tờ domain nâng và cứ tùm rúng bài chạy vì bố ấy bà sân chỉ dương send message chân cứ cho cắt smtp smtp.domain smtp.domain nế rứ có mail.domain bà mình cho cắt ở nâng tế vì send chân cứ hải tế vì cho cắt computer dương từ can server ở bàn thề và step TP nè email client communicate with SMTP server đại chi SMTP server là bao dương nè nè bà sân chỉ dương connect tới can là nâng viên nâng communicate tới can server nâng nè connect tới can server nâng how check mơ thật tà nè đại trời tờ tu email là bao dương nâng miên SMTP domain đối dương đại được có ba viên nó chạy mơ bọn thái môn nâng đám chạy mơ ấy rồi đó viên nó bỏ mô bỏ đông nó bỏ ra miền né tha ta SMTP đại dương sen nâng miền domain ấy nâng nẹ đại thật tu nâng miền domain ấy sẽ xây ở so với như có clay miền attachment record và step tí bay chỗ là step tí bay nâng tí buồn và step tí bay SMTP server nâng nghe vì chấp đam process nè từ lỡ email nè đã tới từ process hả mày vì check mới thật ta email đài nè tới từ tool email bỏ dường nắng miền domain đồ dường đài được có miền domain đồ dường đài ớt nè person bà đối nắng vì directly send tới tài mà đó directly send tới tài mật đường at call ai bị dương call tù sắp khăn ông bà bố ăn khởi bà bố ăn tê đôi khi nhìa chẳng bà toa mật tiết bà sân chỉ khơ như email nẹ đại tư tù tù ứng miên domain đôi khi nhìa cứ việc tạ tông từ căn POP3 protocol rứ có IMAP protocol server nâng IMAP server rứ có POP3 server đồng bái áo nè đã tới là tua nó tua email bàn nè email bàn tập về miền đôi khi nhìn chứng à routing vì miền thời ca ấy bậc khăn ông bà bốn nè đi call khăn ông bà bốn miền đây thời ca chạy lối bà đại đại dương cấp bông thập ra sau thằng ngày này bà nè cho person bà nè đã tới là tua email bà dương miền domain xin bị dương vinh nè ta thử thử mệt chứng SMTP server đó nghe vừa nâng communicate cho mối nâng SMTP server robot domain mối tiệt nè anh đang bẹp pon cho mối nâng routing này nè bẹp pon cho mối routing này chứng person bậc nông cạn này routing về cho là step tỷ buồn về tha person bao
DNS របស់ អ្នក ត្រូវ ត្រូវ ទទួល ខុស គ្នា អញ្ចឹង វា ធ្វើ ការ route ហើយ បាទ វា route ទៅ កាន់ domain មួយ ទៀត ដែល ត្រូវ ទទួល email របស់ យើង បាទ អានោះ step ទី 4 បាទ ខ្ញុំ និយាយ ដល់ សង្ខេប ពពួរ កន្លែង នេះ គឺ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង routing ទៅ កាន់ domain ដទៃ ទៀត domain ផ្សេង ទៀត step ទី 5 បន្ទាប់ពី routing ហើយ វា ស្គាល់ គ្នា ណា វា ស្គាល់ គ្នា បន្ទាប់ពី វា ស្គាល់ គ្នា វា ចាប់ដើម connect រក គ្នា បាន ហើយ អញ្ចឹង វា ចាប់ដើម បញ្ជូន message បញ្ជូន message ចេញ ទៅ អញ្ចឹង អ្នក ដែល នៅ ខាង ទទួល អ្នក មក ខាង ទៀត ហ្នឹង អ្នក ដែល ត្រូវ ទទួល email របស់ យើង ហ្នឹង SMTP server វា ហ្នឹង scan មើល incoming message មក ណា តើ incoming message នឹង ល្អ ឬ ក៏ អត់ មាន spam ដែរ ឬ ក៏ អត់ បាទ បើសិន ជា វា recognize standard domain ដែល send មក ទេ វា នឹង forward message នឹង ទៅ កាន់ អ្នក ដែល ទទួល ពិត ប្រាកដ តាម រយៈ pop 3 ឬ ក៏ imap បាទ បន្ទាប់ មក វា នឹង send mail ទៅ កាន់ អ្នក ដែល ទទួល ហ៎ បន្ទាប់ មក អ្នក ទទួល នឹង អាន message email របស់ អ្នក ដែល send មក បាទ ណា អញ្ចឹង 6 step នេះ គឺ និយាយ អំពី ការ send និង receive email បាទ រវាង client និង server វា forward ទៅ វិញ ទៅ មក បាទ បន្តមក ទៀត GMP protocol ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង mail server បាទ protocol ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង mail server នឹង មាន ចំនួន 3 សំខាន់ បាទ ទី 1 គឺ POP3 ទី 2 IMAP ទី 3 SMTP ហ្នឹង សំខាន់ ជាង គេ ហើយ បាទ protocol 2 នេះ វា បន្ទាប់ ផ្សំ ទេ មិន សូវ ជា មាន អ្នក ណា ប្រើ លើក លែង តែ Yahoo Gmail នេះ គេ ប្រើ webmail ជា ទូ ទៅ គេ ប្រើ ប្រាស់ port 443 ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង POP3 ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ port លេខ 110 ឬ ក៏ 995 ជាមួយ នឹង secure LAN បាទ ជាមួយ នឹង secure LAN បាទ អញ្ចឹង ប៉ិសិន បើ យើង ប្រើ secure service ជាមួយ នឹង SSL វា ប្រើ port 495 IMAP ក៏ ដូច គ្នា បើសិន ជា យើង ប្រើ ជាមួយ SSL គឺ ប្រើ port លេខ 493 SMTP port លេខ 25 default និង default របស់ SSL គឺ 465 បាទ អញ្ចឹង port នេះ គឺ ជា port default ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង mail server ក្នុង mail server បាទ ឥឡូវ យើង មើល អំពី incoming and outgoing mail server protocol នឹង ដែល ខ្ញុំ និយាយ ខាង ដើម និយាយ អំពី POP3 ឬ ក៏ IMAP បាទ POP3 ឬ ក៏ IMAP នឹង អញ្ចឹង POP3 ឬ ក៏ IMAP គឺ ជា protocol ដែល ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ receive email from mailbox ណា at the mail server to the recipient's computer អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ទទួល ជា computer ដែល ត្រូវ ទទួល email បាទ both message accessing agent បានន័យថា ទាំង message ទាំង អស់ ហ្នឹង ទី ទាំង 2 ហ្នឹង គឺ POP3 និង IMAP ហ្នឹង គឺ ជា message accessing agent យើង អាច និយាយ ចឹង បាន បាទ ហើយ protocol ទាំង 2 នេះ POP3 ក៏ ដោយ IMAP ក៏ ដោយ គឺ ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ណា សម្រាប់ បាទ សម្រាប់ ទទួល email បាទ នៅ ពេល ដែល អ្នក ណា ម្នាក់ send មក យើង យើង ប្រើ វា ដើម្បី ទទួល បាទ ជា ទូ ទៅ គឺ វា connect ជាមួយ នឹង internet ឬ ក៏ local area network របស់ យើង បាទ ពេល ខ្លះ យើង ប្រើ ជា local email server ដែរ បាទ SMTP វិញ គឺ ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ send ឬ ក៏ transfer mail ទៅ កាន់ client បាទ ណា មួយ ទៀត ដែរ ពី client ទៅ server ពី server ទៅ client មួយ ទៀត បាទ
ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោនឡូតអ៊ីមែលចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទដើម្បីអានមេសសេអ៊ីមែលរបស់យើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺត្រង់ថាបើយើងប្រើប្រព័ន្ធស្រីនៅពេលដែលយើងសិតអាប់កុំព្យូទ័រថ្មីវានឹងដោនឡូតអ៊ីមែលទាំងអស់ទោះកុំព្យូទ័រចាស់ដែលយើងធ្លាប់ដោនឡូតហើយក៏ដោយបើអ៊ីមែលមេសសេជទាំងអស់នោះប្រសិនបើមិនទាន់បានលុបចេញពីសឺវើទេវានឹងធ្វើការដោនឡូតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមួយទៀតអូតូម៉ាទិក មានប្រមាណដោនទាំងអស់ដោនឡូតទាំងអស់បាទដោនឡូតទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការ confuse ខ្លះដែរថា email ណាដែលយើងអានហើយ email ណាដែលយើងមិនទាន់បានអានបាទមិនទាន់បានអានហើយអា download email ចូលក្នុង computer យើងហើយហ្នឹងត្រូវបានលុបចេញពី server ដោយការកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធី mail client by default វាទុករយៈពេល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងបាន download email message ចេញពី server មកចូលក្នុង computer យើងហើយអញ្ចឹងវាទុកពេលឲ្យយើង 14 ថ្ងៃណាបើក្រោយពី 14 ថ្ងៃ email នឹងត្រូវបានលុបចេញពី server ហើយចំណែក IMAP វិញណាខុសគ្នាត្រង់ថាដូចគ្នាត្រង់ថា យើងត្រូវ download យើងប្រើវាដើម្បី download email ពី server ចូល computer របស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសគឺប្រើបើសិនជាយើង set up desktop មួយទៀតសម្រាប់ download email ដែរណាដោយប្រើ IMAP protocol វាអត់ down ទាំងអស់ដោយអា POP3 ទេវា down តែអាណាដែលយើងអត់ទាន់បានឆែកបាទអត់ទាន់បានមើលអាន read email វានឹង download អញ្ចឹងវានឹងស្រួលឲ្យយើងបែងចែកថាមួយណាជា email ដែលយើងមិនទាន់បានអានបាទនេះជាភាពខុសគ្នារវាង IMAP និង POP3 SMTP ដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងវាជា protocol សម្រាប់ send ប្រើប្រាស់ port លេខ 25 ឬក៏ 465 បាទ POP3 110 ឬក៏ 495 បាទ IMAP 143 ឬក៏ 493 បាទយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរបស់វារួចហើយយើងនិយាយអំពី advantage disadvantage របស់ email នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ email ណាតើយើងមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះណាហើយយើងមាន គុណវិបត្តិអីខ្លះតើកណាយើងប្រើអីមួយវាតែងតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយើងមើលគុណវិបត្តិឬគុណសម្បត្តិមុនបាទយើងអាចផ្ញើ message បានលឿនបាទហើយអ្នកដែលតបមកវិញក៏តបបានលឿនភ្លាមៗដែរ convenient បាទល្អប្រសើរណាយើងប្រើវាទៅហូស្រួលហ្នឹងអីស៊ីតែម្ដងព្រោះយើងអត់បាច់រង់ចាំ comfortable ជាមួយយើងបាទ can contact a group of people at once send ទៅតែមក click គឺ message ហ្នឹង spread ទៅទាំងអស់ 1000 អ្នកក៏បានដែរបាទអត់ចាំបាច់ដើរប្រាប់ម្ដងមួយមក click ទៅទាំងអស់បាទ no limit on how short or how long the message should be អ្នកទាំងនេះច្បាស់ជាធ្លាប់សរសេរអាមេសសេជនៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើសារបើសិនជាសរសេរមេសសេជនៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើសារវានឹងកំណត់ចំនួន character ណាចំនួនតួអក្សរថាសរសេរបានតែប៉ុណ្ណេះតួអក្សរទេតែ email វិញណាសរសេរប្រមាណតួអក្សរក៏អត់បញ្ហាបាទអាច attach
rup hiệp video ai tao chờ muối ban ai cả sai ai tao chờ muối ban đấy hơi ở trong mặt trong này cột đà thì ở trong mặt trong này cột đà thì nếu chia trong nói lõ nếu con ông ca pra email mà tuần tâm nâng trong nói lõ là bảo vía có việc miễn trong nói mình lõ đây person và dân communicate tại email dân lên ban chụp chung cái này và sơ xe so đáy lên cho sơ xe thật thay pin và message ai ai miễn kê lỗi mơ dân tư đưa co và misinterpreted bà này thang sơ xe một ban lo một ban trăm trời group lẹ cái nạn để dân chọn ban và ở đôi ca này dây ai spread virus tư cho mỗi nâng email nâng và access to computer and internet necessary but it necessary and this may not be convenient for all people people mình men group khnia ai miền internet access tầng ở khnia mình men group pay bia đăng tầng miền internet access group pay mình men tha group khnia check email group khnia và anh ấy cứ chia trong đợt lo rồi bó email nâng trong đợt mình lo rồi bó email và sản phẩm mây riêng thì phần môi là bỏ dưỡng dưỡng bị FTP nâng mail server dưỡng trực bàn mình chọc và person bảo miên xâm nua miên chấm ngó lấy ad comment được hàng crowd và ok, xô mọi con sản phẩm ca tu sản video.